Sáng ngày 11 tháng 5, tại trường Trung học phổ thông Phan Huy Chú, quận Đoàn Đống Đa đã tổ chức chương trình hưởng ứng hội thi Olympic tiếng Anh học sinh sinh viên toàn quốc lần thứ 5 năm 2023. Tại buổi hưởng ứng, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tâm, Ủy viên Ban Chấp hành Thành đoàn Hà Nội, Bí thư quận Đoàn Đống Đa và đồng chí Vũ Thị Minh Hằng, Phó trưởng Ban Thanh niên trường học Thành đoàn Hà Nội đã có mặt động viên, khích lệ tinh thần học sinh tham dự. Hội thi là sân chơi lành mạnh, môi trường học tập, thực hành hiệu quả và lan tỏa, tạo sự hứng khởi trong phong trào học tiếng Anh cho học sinh, sinh viên khối các trường không chuyên tiếng Anh trên toàn quốc. Cô Nguyễn Thị Kim Liên, trưởng bộ môn tiếng Anh, trường Trung học phổ thông Phan Huy Chú cho biết. Khi mà ban giám hiệu nhà trường cùng với đoàn thanh niên nhận được cái bản kế hoạch của bên đoàn gửi cho trường Phan Huy Chú, thì ban giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo, thứ nhất là bên tổ bộ môn thì sẽ giúp cho các em là định hướng cho các em về phần ngữ pháp, về phần từ vựng cũng như là các bài đọc, cũng như là định hướng về cái phần form thi. Còn về bên phòng tin thì sẽ chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất về máy tính, về các công cụ để giúp cho các bạn có thể luyện tập được. Thế còn các thầy cô chủ nhiệm thì cũng tạo mọi điều kiện để cho các bạn có thời gian để các bạn lên phòng tin các bạn tập luyện. Như các bạn đã thấy rằng là mình cũng vừa phát biểu với học sinh rằng là tiếng Anh là một cái công cụ rất là quan trọng giúp cho các con có thể hội nhập được với quốc tế trong một cái thế giới mà đang toàn cầu hóa diễn ra rất là mạnh mẽ. Thế thì với cái cuộc thi lần này thì mình nghĩ rằng là đây sẽ là một cái cơ hội rất là tốt và thúc đẩy cái tinh thần học tập của các con ngày một mạnh mẽ hơn. Các con thấy rằng là rõ ràng là các cấp chính quyền cũng như là đoàn thể đã rất là quan tâm đến việc học của các con, và thông qua cái cuộc thi này các con cũng khẳng định được cái bản thân mình, giúp cho các con có động lực để mà đạt được những cái mục tiêu trong thời gian ngắn cũng như là thời gian dài sắp tới trong cuộc đời của các bạn. Bài thi tại các vòng thi được xây dựng theo dạng thức bài thi IELTS giản lược với nội dung là tiếng Anh thưởng thức, gồm hai bảng dành cho sinh viên và học sinh không chuyên. Hội thi diễn ra qua 3 vòng thi. Vòng sơ loại cá nhân diễn ra từ ngày 17 tháng 4 năm 2023 đến ngày 15 tháng 8 năm 2023. Tại vòng sơ loại, mỗi thí sinh được dự thi tối đa 5 lần mỗi tuần. Kết quả dự thi của thí sinh được tính bằng tổng điểm và thời gian trung bình các lần thi trong tuần. Mỗi lần làm bài thi, thí sinh trả lời 30 câu hỏi trắc nghiệm trong vòng 10 phút. Trả lời đúng được 5 điểm mỗi câu. Trả lời sai bị trừ 2 điểm, điểm tối đa của thí sinh trong vòng thi này là 150 điểm. Thí sinh có thể lựa chọn kết thúc bài thi bất kỳ lúc nào, điểm số và thời gian ở thời điểm kết thúc bài thi là kết quả xếp hạng cuối cùng. Vòng thi cấp tỉnh được tổ chức trước ngày 30 tháng 9 và chọn ra một thí sinh mỗi bảng thi để tham dự vòng chung kết toàn quốc. Vòng chung kết toàn quốc diễn ra với 2 phần thi trực tuyến và trực tiếp, trong đó phần thi trực tiếp dự kiến diễn ra vào tháng 10 tại Hà Nội. Năm nay là năm thứ 5, AMES English đồng hành cùng với Trung ương đoàn tổ chức hội thi Olympic tiếng Anh cho học sinh và sinh viên toàn quốc. Thì với vai trò là ban cố vấn chương trình và cung cấp nền tảng thi cho cuộc thi, AMES English mong muốn mang đến một sân chơi tiếng Anh cho các bạn học sinh và sinh viên trên toàn quốc để giúp các bạn có thêm niềm yêu thích với môn tiếng Anh và rèn luyện bản lĩnh của phòng thi. Trải qua 30 câu hỏi trắc nghiệm, bạn Lê Thảo Linh, lớp 11D1, trường Trung học phổ thông Phan Huy Chú cho biết. Tại vì em thấy chưa hài lòng lắm, tại vì em nghĩ là cái phần thi nó hơi mới lạ. Như là em theo nhớ thì có phần đọc, kiểu đọc lại câu hỏi xong rồi thì sẽ trả lời và kiểu nói mấy từ đối nghĩa xong mình sẽ trả lời. Em nghĩ là em phải cần tốc độ hơn và cần củng cố lại nhiều kiến thức hơn. Thông qua cuộc thi, ban tổ chức hy vọng sẽ tạo môi trường, sân chơi lành mạnh, học tập, rèn luyện khả năng thực hành tiếng Anh hiệu quả trong sinh viên các trường cao đẳng, đại học, học sinh các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên toàn quốc và nhằm tạo sức lan tỏa trong việc học tập, rèn luyện và sử dụng tiếng Anh tại cộng đồng.